Thưa quý khán giả và các đồng chí, cách đây đúng 48 năm, thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng chính thức tung bay trên nóc nhà Dinh Độc Lập, thủ phủ của ngụy quyền Sài Gòn, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, non sông thu về một mối. Hòa chung với không khí vui tươi của cả nước, ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân lại được sống lại không khí tưng bừng của những ngày tháng 4 lịch sử với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngay từ sáng sớm thì có rất đông du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng với các bác cựu chiến binh đã đến Dinh Độc Lập để cùng ôn lại lịch sử hào hùng thông qua những cái kỷ vật, những cái tư liệu hình ảnh về đại thắng mùa xuân năm 1975. Và hơn mọi lời nói thì ca khúc Như Có Bác Hồ Trăm Ngày Vui Đại Thắng được vang lên nơi đây đầy tự hào. Như có Bác Hồ Trăm Ngày Vui Đại Thắng, lời ban nay đã thành chiến thắng huy hoàng. 30 năm đấu tranh giành tròn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Tôi có mặt ở Dinh Độc Lập và tại chỗ tôi đang đứng đây, năm 1975 ngày 30/4 là tất cả toàn bộ pháo của lữ đoàn 164. Của trung đoàn 84 là đều ở sân đây hết cả. Bà con trước cửa kia là tất cả là đều như vậy là chào mừng quân giải phóng. Cái cảm xúc lúc đấy thì rơi nước mắt. Anh em ôm nhau. Trong dòng người đến thăm Dinh Độc Lập thì nhiều gia đình đã đưa các em nhỏ đến đây để các em thêm hiểu hơn về những cái hy sinh đóng góp của các thế hệ cha anh. Bên cạnh đó thì có rất đông du khách nước ngoài đến đây để mà tìm hiểu về đại thắng mùa xuân năm 1975 vang dội khắp thế giới. Tôi thấy khâm phục về bản lĩnh kiên cường của người Việt Nam trong giải phóng đất nước. Chiếc xe tăng của quân đội tiến vào Dinh Độc Lập được trưng bày ấn tượng. Tôi đã đi từ Bắc vào Nam cách đây hơn 3 tuần. Tôi thấy các bạn rất thân thiện với du khách nước ngoài. Không khí cuối tháng 4 ở đây thật rộn ràng. Dịp lễ 30 tháng 4 năm nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh còn diễn ra nhiều sự kiện như là triển lãm ảnh tự hào một dải biên cương, ngày hội non sông thống nhất, các cái chương trình văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao, festival hoa lan cùng với bắn pháo hoa tại khu vực hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen, không thể thiếu là các tour trải nghiệm tham quan di tích lịch sử. Trong cái dịp lễ này thì gia đình của mình đã chọn đi những đâu ạ? Gia đình của tôi thì không có đi chơi xa mà chọn ở lại thành phố Hồ Chí Minh để tham gia những cái hoạt động mà thành phố tổ chức. Hiện tại thì mẹ con mình đang tham gia cái triển lãm tự hào một dải biên cương. Những cái hình ảnh ở đây rất là đẹp và rất là xem là đúng là nghĩa là mình tự hào khi mà được sống trên cái dải đất hình chữ S này. Em sẽ cảm thấy ấn tượng với những cái hình ảnh trên cái phần biên cương của Tổ quốc, tại vì em cũng có nghe là ở biên cương thì nó đẹp lắm, nhưng mà em chưa bao giờ tưởng tượng được là nó sẽ là những cái dải nắng hoặc là những cái dải hoa mà nó vô cùng đẹp như vậy. Em thấy việc tham gia những cái hoạt động như này thì rất là bồi đắp thêm cho mình một cái tình yêu quê hương. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có lịch sử hào hùng mà còn bình dị, gần gũi và mến khách. 48 năm nước nhà thống nhất, từ trong gian khó, quân dân đã cùng đoàn kết xây dựng thành phố trở thành một trung tâm lớn của cả nước về nhiều mặt, một đô thị đặc biệt với khát vọng vươn cao ngang tầm khu vực. 30 tháng 4 năm nay, trong nhịp sống bình thường mới, mỗi người dân lại được háo hức đón ngày lễ lớn của đất nước với niềm tự hào và trân quý hơn giá trị hòa bình ngày hôm nay.